chào các anh em, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một số cái chỉnh bí ẩn trong trò chơi rất nổi tiếng quen thuộc từ xưa giờ của hãng SCEA, mọi người thường gọi với cái tên quen thuộc là người rum. Tên gốc tiếng Anh của nó là Walt Disney Texan. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ cái chỉnh bí ẩn như sau. Tôi sẽ chia sẻ cách chỉnh bí ẩn, chỉnh cảnh, rồi chỉnh có đủ vô tận mạng, đủ thứ, đủ các món đồ. Bắt đầu từ đây, mình sẽ nhấn theo thứ tự như sau: trái phải phải, lên xuống, trái phải lên xuống xuống. Đấy, sau đó nó sẽ xuất hiện một cái chép bí ẩn ở dưới này, mình cứ nhấn nút xuống thì nó sẽ ra. Đấy, rồi sau đó tại cái chữ này mình sẽ nhấn tiếp 4 lần, L1, 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 rồi sau đó lần cuối cùng lần thứ 5, L2, L2, và tôi sẽ nhấn. Đấy, đây là phần chỉnh cảnh. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn đại là cái màn này đi. Thì đi bằng con khỉ. Đây, để kích hoạt hết tất cả chế độ thì mình nhấn Power Game lại. Đây, dưới này nó sẽ xuất hiện một phần chat menu. Chọn vô đây thì nó sẽ có đủ các loại. Ví dụ bây giờ ta sẽ chọn vô là Infinity Split, có nghĩa là vô tận mạng. Hãy đánh dấu sao vô. Đấy, rồi sau đó trở ra đi, cho chết thử một mạng thì số 3 mạng này vẫn còn nguyên. Một mạng ở đấy, nhưng mà số mạng vẫn không hề suy giảm. Đấy, thì ngoài ra có nhiều cái chép khác, ví dụ như đủ tất cả các trang sách, rồi đủ các món đồ khác, nhiều thứ lắm. Nói chung là đây, tôi sẽ mở lên hết toàn bộ. Đấy, nó sẽ có đủ thông báo đây nè, nhưng mà đây nó quá bao nhiêu bộ nhớ rồi, cho nên nó báo rất là nhiều lung tung trong đó. Nhưng mà thực ra là đã có đủ tất cả các món đồ rồi đấy. Thì phần chia sẻ bí ẩn này đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại trong các lần tới. Xin chào.